quay video. Quay suốt chị. Trời ơi, xinh quá. Em có xinh không? Xinh ghê. Nhưng không xinh bằng đứa đầu tiên. Không chẳng có chuyện gì vui với anh. Kiếp cần gì mà to tiếng với nhau thế? Vâng, hôm nay là liên hoan. Vâng, chúng ta đã ngồi đây và với rất nhiều người. Vâng. Vâng, chúng tôi hôm nay. Nhân vật đi xuất hiện. Vâng. Sợ quá.